Hôm nay lại tiếp tục giới thiệu với các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đôi giày ngụy trang dành cho các bác chuyên đi ngụy trang đi rừng. Thì cái dòng sản phẩm này ấy, trên thị trường bán rất chi là nhiều, và bên shop cũng quảng cáo đăng tải cái video giới thiệu sản phẩm rất chi là nhiều rồi. Khi mà em lại đăng tải cái video hàng mới về số lượng rất chi là nhiều, thì các bác nào mà chưa sẵn được cho mình cái đôi giày như thế này ấy, thì các bác nên nhanh tay gọi điện đến shop đặt hàng. Thì em sẽ đi chi tiết sâu về cái đôi giày như cổ thấp như thế này. Giày cổ thấp, đây là dạng giày buộc dây, để khi các bác đi ra ngoài rừng nó sẽ chắc chắn hơn, buộc dây buộc dây chắc chắn hơn đấy các bác nhé. Không như loại cái giày dán thì chúng ta đi sẽ không chắc chắn bằng loại giày buộc dây này. Thì chất liệu của nó đế được làm bằng cao su, trên mặt của giày là màu vàng di, màu xanh và xen lẫn lên màu gốm đen. Đây là màu lính ngụy, và những cái đường kim mũi chỉ được khâu rất chỉ là chắc chắn. Sườn cũng là lấy bằng cao su, và trên chiếc mõm này, trên đỉnh mõm này cũng được phủ một lớp cao su, để khi mà chúng ta mà đi mà chẳng may đá vào sỏi nó sẽ không đau chân. Và đế cũng được làm bằng cao su chống trơn các bác nhé. Em lưu ý lại là đôi giày này là có thể các bác chống trơn khi đi rừng. Thời tiết ở ngoài Bắc hay là miền Nam hiện nay thì thời tiết này thì rất chi là xấu, rất chi là hay gặp phải thời tiết mưa, nên các bác nên sắm cho mình một đôi giày như thế này để đi cho chống trơn. Và đây như các bác có thể thấy đế rất chi là dẻo luôn, đế dẻo bằng cao su nhé. Thì trên thị trường bán rất chi là nhiều, thì nhưng mà giá cả khác nhau, nhưng mà bên shop đảm bảo với các bác là bên shop bán rẻ và bao ship bao rẻ cho các bác. Đây, khi mà đi vào thì rất chi là ôm chân đấy, rất chi là mềm lại mà ôm chân nhé các bác nhé. Giá lại cả lại rất chi là phải chăng, nên các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của shop luôn để cạnh cái tiêu đề video, hoặc vào Zalo, Facebook theo số điện thoại 0981767026. Và các bác xem khi mà xem video thì nhớ đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để ủng hộ kênh, ủng hộ shop. Và rất cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi, và xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những cái sản phẩm, những cái video kế tiếp của shop.